Ayo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Sự kiện Let's Go của Apple thì vừa mới kết thúc. Chúng ta đã có chip M4 hoàn toàn mới được ra mắt, iPad Pro hoàn toàn mới, cả hai phiên bản 11 và 13X đều được sử dụng con chip M4 cũng mới tinh luôn. Ngoài ra, chúng ta có iPad Air 2024 hay còn gọi là iPad Air 6 với con chip Apple Silicon M2. Và còn hai món phụ kiện nữa, đó là Magic Keyboard mới, cùng với nó là Apple Pencil Pro. Còn một thứ được đồn đoán ra mắt vào sự kiện lần này của Apple, đó là chiếc iPhone 15 với màu đỏ thì lại không được ra mắt. Và các bạn hãy cùng mình bắt đầu video hôm nay để xem chi tiết về những thiết bị mà Apple vừa mới ra mắt nhé. Ok, let's go! Apple vừa mới công bố con chip mới tại sự kiện Let's Loop của mình, đó chính là con chip Apple Silicon M4. Con chip này được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet thế hệ thứ 2. M4 là một hệ thống chip tiên tiến, có hiệu năng vừa trội nhưng lại cực kỳ tiết kiệm điện năng. Nhờ thế, nó sẽ được trang bị cho những chiếc iPad hay xa hơn là những chiếc MacBook. Và những chiếc iPad và những chiếc MacBook này, càng ngày nó sẽ càng mỏng và nhẹ hơn nhờ việc có hiệu năng cao và không tiêu thụ quá nhiều điện năng. Chip M4 bao gồm một CPU 10 nhân mới, trong đó có tới 4 nhân hiệu suất cao và 6 nhân hiệu quả năng lượng. Những nhân hiệu suất cao này được cải tiến với khả năng dự đoán nhánh tốt hơn và mạch xử lý rộng hơn, trong khi nhân hiệu quả năng lượng có mạch xử lý sâu hơn. Cả hai loại nhân này đều được tích hợp những bộ tăng tốc máy học thế hệ mới, tăng cường khả năng xử lý những tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Về GPU, M4 tích hợp trên một GPU 10 nhân, xây dựng dựa trên kiến trúc đồ họa thế hệ mới của dòng M3. GPU này có khả năng lưu trữ đệm động Dynamic Caching, hỗ trợ ray tracing, mesh shading phần cứng, nâng cao hiệu suất xử lý đồ họa cho ứng dụng và trò chơi đòi hỏi công nghệ cao. Được biết, hiệu năng CPU của M4 cao hơn tới 1,5 lần so với chip M2 trước đây. Ngoài ra, GPU mới trên M4 cũng đạt hiệu suất render nhanh hơn tới 4 lần so với trên M2. Về mặt hiệu suất năng lượng, M4 cũng thể hiện sự vượt trội khi có thể cung cấp hiệu suất tương đương M2 chỉ với một nửa năng lượng tiêu thụ. Đặc biệt, M4 còn có Neural Engine nhanh nhất từ trước đến nay của Apple, có khả năng xử lý lên tới 38.000 tỷ phép tính mỗi giây, tăng cường đáng kể khả năng xử lý các tác vụ AI. Với sự kết hợp giữa các bộ tăng tốc máy học mới trong CPU, GPU hiệu suất cao và bộ nhớ thống nhất băng thông cao, Neural Engine giúp chip M4 trở thành một trong những chip mạnh mẽ nhất trên thị trường dành riêng cho AI. Cuối cùng là Media Engine, phiên bản được nâng cấp, lần đầu tiên hỗ trợ xử lý dữ liệu video codec AV1 trên iPad, bên cạnh những codec media quen thuộc như H.264, HVEC và ProRes. Càng lúc càng có nhiều chip xử lý hỗ trợ mã hóa và giải mã các video codec AV1, và bản thân codec này cũng rất nhiều tiềm năng vì nó vừa nhẹ vừa có khả năng nén tốt. Về mặt hiệu năng CPU và GPU, Apple nói rằng đây là một con chip nhắm tới thị trường máy tính mỏng nhẹ, dù là laptop hay là máy tính bảng. M4 có thể đạt hiệu năng tương đương những chip xử lý trang bị cho laptop mỏng nhẹ bên Windows, nhưng chỉ tiêu thụ điện năng bằng 25%, tức là thời lượng pin được cải thiện đáng kể, hoàn hảo cho một thiết bị cần chạy cả ngày, nhưng bị giới hạn không gian trang bị pin công suất lớn như iPad, hoặc cùng một thời lượng pin nhưng về sức mạnh xử lý sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và đúng như đồn đoán, Apple đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp của iPad Air 5, iPad Air 6 2024. Đây là một phiên bản nâng cấp nhẹ nhàng thôi, từ con chip M1 lên con chip M2. Bộ nhớ trong tiêu chuẩn từ 64GB tăng gấp đôi 128GB. Ngoài ra thì chúng ta sẽ không còn điểm gì khác biệt cả. À, còn một điểm khác biệt nữa là giờ đây, camera sẽ được đặt bên khung ngang của máy. Ở phiên bản mới nhất, Apple đã bổ sung thêm một lựa chọn kích thước 13X bên cạnh kích thước 11X vốn rất quen thuộc của dòng iPad Air. Bên cạnh đó, dòng máy tính bảng này cũng có nâng cấp về mặt cấu hình khi trang bị chip xử lý Apple M2 từ chip M1 của phiên bản trước đó đã được ra mắt từ 2 năm trước. iPad Air 2024 sở hữu camera sau 12MP và một camera trước cũng 12MP giống y hệt thế hệ trước, nhưng camera trước đã chuyển sang vị trí chính giữa cạnh già của máy. Màn hình của máy được trang bị tính năng Pencil Hover với bút Apple Pencil, một tính năng mà trước đây chỉ có được trang bị trên dòng iPad Pro. Ở phiên bản thấp nhất, iPad Air 2024 có bộ nhớ trong 128GB, tức là gấp đôi so với phiên bản tiêu chuẩn của iPad Air 2022. Các cấu hình khác như Touch ID tích hợp vào nút nguồn, hệ thống loa stereo vẫn được giữ nguyên y như thế hệ tiền nhiệm. Bên cạnh việc hỗ trợ bút Apple Pencil 2, iPad Air 2024 cũng có thể sử dụng ốp hoặc là bàn phím Magic Keyboard của iPad Pro. Máy sẽ có 4 phiên bản màu sắc bao gồm xanh dương, tím, bạc và màu xám, với giá bán khởi điểm cho phiên bản 11X là 16.990
và 22.490.000 cho phiên bản màn hình lớn hơn 13 inch. Apple đã nhảy cấp, nhảy từ M2 lên tận M4 cho những chiếc iPad Pro hoàn toàn mới. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử Apple nâng cấp một con chip mới cho dòng iPad mà không phải là MacBook. iPad Pro mới sẽ được trang bị màn hình OLED, trang bị một con chip M4 siêu mạnh mẽ mà tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, thiết kế của iPad Pro cũng siêu mỏng, chỉ 5.1mm mà thôi. Và nâng cấp nhiều như thế thì giá thành chắc chắn là cũng phải tăng lên rồi. Tại sự kiện trực tuyến Let's Loop, Apple đã giới thiệu các mẫu iPad Pro mới, viết thiết kế tinh tế hơn, màn hình OLED, mang lại trải nghiệm hiển thị đột phá cho người dùng. Phiên bản mới này bao gồm hai kích cỡ 13 inch và 11 inch, với thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, chỉ 5.1mm đối với mẫu 13 inch và 5.3mm đối với mẫu 11 inch. Năm nay, Apple đã quyết định đưa OLED lên trên iPad Pro ở cả hai phiên bản, ứng dụng công nghệ Tandem OLED với hai màn hình OLED tích hợp. Apple tuyên bố iPad Pro sở hữu màn hình tuyệt đỉnh nhất trên thế giới với công nghệ màn hình Nano Texture Display tùy chọn, đem lại cảm nhận cao cấp hơn cho người dùng. Thêm vào đó, màn hình OLED mới trên iPad Pro có khả năng đạt độ sáng cao lên đến 1000 nits cho độ sáng tiêu chuẩn và lên tới 1600 nits cho nội dung HDR. Điều này giúp tăng cường trải nghiệm hiển thị trong mọi điều kiện ánh sáng, đặc biệt là xem các nội dung đòi hỏi độ chi tiết cao và độ tường phản mạnh. Apple cũng đã bỏ qua dòng chip M3 và trực tiếp sử dụng chip M4 hoàn toàn mới cho iPad Pro với hiệu suất CPU nhanh hơn 50% so với M2 của thế hệ trước. Ngoài ra, nó cũng tiết kiệm pin và tiêu hao chỉ bằng 50% so với M2. Cuối cùng, nhờ Neural Engine cho phép M4 sở hữu khả năng tính toán 38.000 tỷ phép tính trên giây và năng lực AI cực kỳ hùng mạnh. Phiên bản mới cũng có một camera trước được điều chỉnh để phù hợp hơn với việc gọi video theo hướng ngang. Tính năng này từng được Apple trang bị trên iPad 10, tuy nhiên tới tận bây giờ, nó mới được mang lên trên dòng Pro. Camera sau của iPad Pro vẫn là 12 megapixel nhưng chỉ còn một camera đi cùng với cảm biến LiDAR, còn sở hữu thêm cả đèn flash truy tông thích ứng, giúp cho chúng ta scan tài liệu trên iPad Pro đẹp hơn. Apple cũng nói rằng nhờ AI, camera của iPad Pro mới có thể tự động nhận diện camera scan tài liệu. Với các tính năng AI có sẵn được trang bị trên iPad OS mới đi cùng với Apple Silicon M4, theo Apple, các tính năng dịch trực tiếp sẽ nhanh hơn, tra cứu hình ảnh xác định các đối tượng trong video và ảnh cũng sẽ nhanh hơn. Các tính năng này được thực hiện trực tiếp trên thiết bị. Apple cũng giới thiệu ứng dụng Final Cut Pro mới cho iPad Pro M4, trong đó có tính năng AI là tách chủ thể bằng background chỉ bằng một thao tác chạm trên màn hình. Hoặc Apple cũng ra mắt bộ framework Core ML cho phép các nhà phát triển mang tính năng AI chạy trực tiếp lên trên thiết bị, bao gồm các mô hình AI tạo sinh và các mô hình QuickTime khác. iPad Pro mới sẽ lên kệ với mức giá $999 và $1299, tương đương với hai phiên bản 11 và 13 inch. Tại Việt Nam, Apple Store Online cũng đã công bố giá bán của hai model này, lần lượt là 28.990.000 đồng và 37.990.000 đồng. Và cuối cùng thì Apple còn cho ra mắt thêm hai phụ kiện, đó chính là Apple Pencil Pro cho các bạn thêm rất nhiều thao tác hoàn toàn mới. Ngoài ra, Magic Keyboard mới cũng được Apple cho ra mắt và sử dụng nó thì cũng tương tự như sử dụng bàn phím của MacBook cho trải nghiệm của chúng ta sướng hơn. Bàn phím Magic Keyboard mới sẽ có hoàn thiện bằng nhôm, sẽ có thêm hàn phím SN. Ngoài ra, trên trackpad sẽ có thêm haptic, đặc biệt là Apple cho biết bàn phím mới sẽ mỏng và nhẹ hơn nhiều so với bàn phím cũ. Như vậy thì người dùng sẽ có một combo iPad và bàn phím cực kỳ mỏng và người dùng có thể hài lòng về điểm này. Với Apple Pencil Pro mới, nó có thể nhận biết được lực bóp của người dùng để hiển thị một bảng công cụ, giúp người dùng nhanh chóng chuyển đổi giữa các công cụ với nhau, trong đó có màu sắc, nét bút sẽ không bị thay đổi. Apple cũng trang bị một con quay hồi chuyển trên Apple Pencil Pro để có thể nhận biết được lúc người dùng cuộn bút để điều khiển chính xác công cụ đang sử dụng. Apple cũng đã tích hợp tính năng Find My với Apple Pencil Pro để người dùng không lo bị đánh mất. Apple Pencil Pro được bán tại thị trường Mỹ với mức giá $129 và giá niêm yết tại Apple Store Online tại thị trường Việt Nam là 3.499.000 đồng. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn ấn tượng với sản phẩm nào của Apple nhất để lại bình luận cho mình biết với nhé. Với mình thì chiếc iPad Pro siêu mỏng và con chip M4 đó cực kỳ đáng giá luôn các bạn ạ. Còn suy nghĩ của các bạn như thế nào thì đừng quên để lại bình luận nhé. Nếu như các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV, đồng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.